Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ thử nạp tiền vào trong cái dashboard của chạy quảng cáo tài trợ từ khóa tìm kiếm của Lazada để chạy thử xem như nào nhé. Mình sẽ nạp tiền. Thì ở đây là anh em chỉ cần vào trong dashboard anh em chỉ nạp tiền này thôi. Ở đây thì nó sẽ hiện thị nếu anh em đã có tiền trong tài khoản rồi thì anh em click vào đây nhé. Nếu còn không có thì nạp bằng Visa, mình sẽ bán từ Visa sang, mình sẽ nạp 500 nhé. Rồi ok. Chọn phương thức thanh toán là Visa, nạp tiền. Rồi bây giờ nó sẽ mình sẽ thêm một cái thẻ mới vào đây. Số thẻ tín dụng thì mình sẽ viết đây, nhưng mà mình sẽ phải che đi tại vì là nhiều không không nhớ khi mình đăng cái video này trên TikTok hay ở trên các cái Facebook này kia thì nó rất là dễ bị bản quyền. Ở đây mình sẽ che đi nhá. Ok, sau khi mà mình đã thêm được thông tin thẻ vào rồi thì bây giờ nó sẽ gửi cái mã về đã. Bây giờ mình phải nhập cái mã đã anh em ạ. Gửi cái mã, nó sẽ gửi cái mã về điện thoại của mình. Ok, thế thì mình đã nạp tiền thành công rồi. Thì bên Lazada có thông báo là khi mà nạp tiền xong ấy, thì anh em phải chờ ít nhất là áo phải tối đa là 30 phút nhé. Tối đa là 30 phút để nó index, nó sẽ cập nhật thông tin số dư trong tài khoản. Thế nên anh em mà nạp tiền vào mà không thấy nó hiện tiền ấy, thì anh em cũng đừng lo lắng nhé. Ok, thì sau một quãng thời gian mà ngồi đợi chữa khoảng tầm 2-3 phút thôi anh em ạ, là tiền đã vào tài khoản đây rồi. Ở đây là mình đã có 500.000 đây rồi. Thì nó đang chạy rồi, nó đang chạy thử một cái cam này. Hôm trước mình đã lên từ đầu rồi, bây giờ mình sẽ vào mình xem lại cái từ khóa. Đây là những cái từ khóa mà mình đang chạy đây, giá thầu anh em nhìn đây, 2.000, 3.000, 6.000, giá thầu khá là cao anh em ạ, giá thầu này là khá là cao. Số lượt tìm kiếm thì mình sẽ xem lại. Ở đây thì kích sóng wifi là số lượt tìm kiếm nhiều nhất, giá thầu đề xuất là tận 4.000 đấy. Bây giờ mình sẽ thử giá thầu đề xuất để xem 4.200, mình sẽ thử cái giá này xem là 4.200, mình cho là 43 đi, 4.300 đi, cho bật top luôn. Thì cái này anh em nhớ là nó chỉ hiển thị ở trên điện thoại nhá, nó không hiển thị trên máy tính đâu. Ở đây thì mình sẽ xem là ok. Thì video này hướng dẫn anh em cách để chúng ta nạp tiền vào trong cái tính năng tài trợ từ khóa tìm kiếm này thôi. Thì sau đó thì lên cam lên cổng như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn anh em dần nhé, rồi quản lý sao chạy nó hiệu quả. Ok, bye bye.